luôn rồi. Quá đẹp luôn, quá đẹp, quá đẹp. Cực kỳ luôn đó. Anh em nãy giờ đi lật đi đánh cá này. Cá này mà kho là nhất xưa. Ồ, dằn âm đã rồi. Quá đẹp luôn, đẹp á. Bắt đầu chuẩn bị khăn gói giỏ sách lên đường đi rừng nữa đây. Bây giờ là 5 giờ. 6 rưỡi rồi. Mặt trời nhú rồi. Hôm nay mấy anh em là đi rừng. Đúng là nước trong là trong veo à. Sáng uống nước trong. Keo chưa? Ủa anh Tuấn keo chưa? Thử thật ngon. Chưa ăn bao giờ. Món bún này lần đầu tiên ăn thấy ngộ nghĩnh lắm, bún nước trong mà nói chung cũng không ngon lắm. Bún riêu cũng đa bún riêu, mà bún bọc cũng đa bún bọc. Nhưng mà anh em ăn sáng lấy sức chuẩn bị chút nữa vô rừng không ngon lắm, nhưng mà sao thấy lại đông. Rồi anh em bây giờ để xe đây, để xe ở bìa rừng đây, bắt đầu là đi vào. Đi vào trong rừng. Bây giờ anh em bắt đầu tiến vào rừng. À, lá lập vân này ăn được nè. Ồ, vô đây mát quá hả? Quá đã. Anh em nãy giờ đi bộ khá lâu rồi, giờ bắt đầu nghe tiếng suối rồi đó. Anh đang tìm địa điểm cắm trại dưới suối này. Lùm tre gai nè, cái này có măng là thôi nhức xương. Ồ đẹp quá. Rồi anh em trại ở đây gần ở đây à, có mưa gió giờ tụi anh có bạc đầy đủ hết, ngon lành rồi đó. À, sát con suối đẹp lắm, mát mẻ, cây cối um tùm, chỗ này ngon á, lý tưởng á. Mắc cá bạc lên. Bây giờ anh em chuẩn bị nhóm lửa lên cơm nước. Bây giờ 12 giờ kém rồi. Tao đem ngâm dưới suối cho nó mát, cho nó tươi. Ừ. Đúng rồi, lấy đá chằn cho ông nó trôi lên. Có con trùng trùng nè. Trái rồi đó. Anh em đang làm thịt heo ướp nướng.
em đang lội dọc theo con suối này, bắt cá đây, kiếm cá. Ồ, đựng tôm nè, đã cho tôm nó ngon á. Hết xương. Để coi nè. Anh cá lóc. Ồ, công nhận rừng chỗ này đã thiệt. Suối nước trong vắt, mát lạnh luôn. Quá đẹp luôn. Ở đây như cái xích đu Út nè, chiều ra đây đu nè, không? Quá đẹp. Đẹp không? Đẹp không? Rồi. Quá đẹp luôn. Ồ, đẹp á. Ồ, uống à? À. À là cầm dễ dở tay ra tí mới thấy con cá chứ. Sao cầm trong chân lĩnh nhỉ. À. Ồ, dằn âm đã đi. Cá này đã nè. Dằn âm à. Quá đã. Xịt chút để chặt cái tre tim vô rồi. Qua bắt nè, em lương đã chưa? Rồi dàn âm luôn nè. Đã. Nhúc 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 nữa chứ, đã quá. Lương này nấu cháo thôi chứ, ít sao vừa tính. Quay cái hình đó không? À. Được. Cả ký cá rồi đó. Ở cái dè mai đã. Lạnh ha, nước lạnh ghê. Mát lạnh luôn đã. Ủa cái dè mai một kinh nha. Muốt ở trên lên, chích ở trên luôn. Khu vực chỗ này cao rừng không à? Đây nè, đây cây cao rừng nè. Có tá cao lắm này chứ mấy chục năm mà trái cao rừng này đúng không? Cao rừng rộng xuống này, trái này trái cao rừng này, trái gì vậy ta Long? Dạ. Trái gì à? Cao rừng á. À. Lấy nét chậm rồi ta. Cao rừng này mai không phải mai còn cái chặng cũ á kê vậy. À, kế hoạch nghỉ một tí xong rồi đi ngược lên trên kiếm chuối rừng hả? Chú rừng xong rồi là về. Về ăn trưa, bây giờ 1 giờ mấy rồi. Mấy cái dê mai đã lên nè. À, trời ơi, cái dê mai nè. Ồ. Ồ, bắt được con cá độc luôn nè. Độc không? Ồ. Quá độc luôn. Cảnh ở đây quá đẹp nhỉ, con suối này nó cứ nước nó lấp sấp nè, mát lắm, mát lạnh luôn. Được một ký không? Ừ. Anh em nãy giờ đi lội đi đánh cá nè. Được hơn ký rồi. Đánh. Ba rồi hả? Được không? À, cua hả? Mấy anh em đang đi bắt cá này. Có không? Có không? Được à? Ái lên. Cái cầu bông.
Rồi đây. Rồi, giờ bắt đầu anh em đi kiếm chuối rừng nè. Kiếm bắp chuối rừng. Hơn 2 kg rồi Út hả? Đã. Trên kia có cái thác kìa. Đây nhìn thấy trắng trắng. Ô, ủa cái cây này cả. Ui, cái trắng to kìa. Đã kìa. Cá này mà kho là nhất xương. Rồi, giờ đi ngược xuống đi tìm bắp chuối hả? Chuối, bắp chuối rừng. Về ăn cơm. Mấy giờ rồi ta? Giờ chắc 2 giờ mấy rồi. 2 giờ mấy, 3 giờ rồi. À, đây là vừa rồi. Thành công rồi. Anh em đánh được một bì cá rồi. Đã rồi. Này về một số là nướng nè. Số nấu canh chua. Số là kho. Kho tiêu, ăn cơm. Trời, nặng chứ được coi nè. Ồ, nhiều quá chứ. Ồ, này 3 kg cho hết. Ồ, đã, đây. Thành công. Đây. Đây. Giờ anh em băng lên trên rừng đi tìm bắp chuối rừng. Thấy mấy cái lùm chuối nè. Coi để chặt cây lấy cái lõi. À, rồi có bắp không? À, chơi bắp đó luôn. Có bắp là ngon nè. Đây mùa nè. Hả? Có bắp đúng không? Rồi, thắng lại. Vô. Chuyện nhỏ. Có dao phát không? Bắp đâu, bắp đâu? Bắp đâu? Quầy đâu ta? Đó, có bà quầy kìa. Rồi, vô. Phát vô thôi, có gì đâu. Phát vô lên. Còn con dao nữa đâu? Còn nè. Lấy cái cây đập. Ủa có buồng chín hả? À có buồng nè. Ủa nè, hái gì luôn? Ngâm rượu. Ừ, hái về ngâm rượu đúng bà nè. Ồ. Ồ chín luôn rồi. Quá đẹp luôn, quá đẹp, quá đẹp. Ồ, tôi đã chưa? Ồ, từ từ đưa mượn dao lên, mượn dao chặt buồng chuối này nè. Trời ơi, quay đã chưa? Wow. Gì là chín luôn rồi. Ờ, chín luôn rồi nè. Chú đừng để bán chưa là 6-7 ngàn ký á. Ờ, này về mà chín ngâm rượu thì đúng bài rồi. Quá đẹp, quá đẹp. Có cái búp dưới nè. Ờ, có búp nhỏ nhỏ luôn, quất luôn. Quá đẹp, chuẩn. Rồi. Ủa? Nào, búp không còn nữa đâu. Hái mẹ nữa không? À. Rồi, anh em nè. Chỉ tiêu được một buồng chuối rừng. Nè nè nè, tấn. Cầm nhầm. Nhúng vô canh chua ngon lắm, trời nó thơm lắm, ăn ngon lắm. Để cái lỗ trong nó mềm á. Để cho kiếm cây nào ngon ngon á. Chuối rừng này quá trời nè. Nên đi tìm bắp. Ồ có buồng kìa, buồng kìa. Buồng mà chín chưa? Thấy vàng vàng rồi đó. Ờ, buồn chín rồi đó. Chặt đấy, chặt đấy. Ôi. Đây bỏ cục đi, ra cái nhà đi. Máy hết sạch rồi. Đó quá trời trái mà hết sạch rồi. Ờ, bên kia. Nó có buồn kìa. Có buồn lớn không? Lớn. Buồn lớn. Chưa già. Chặt cây luôn ấy. Chặt cây non á. Cây là chặt cây non ăn mới ngon. Ngon
Buồn nó sắp chín nè, thấy vàng đây nè. Đây nè, đâu nè không? Đó, đó. Về sắp mình lên, bỏ vô tên chua. Ừ, nhưng mà hơi bị cỏi, cây này hơi bị cỏi. Ủa, con tí hả? Ờ, cái này nhỏ quá. Đặt cây lớn hơn á, đây nè, như mấy cây kia kìa. Đặt xuống nhà luôn đi. Rồi, một buồn. Cây nào? Cây to đúng không? Ừ. Cây to to tí. Cây lỗ nhỏ quá. Đặt cái luôn á. À, cây đó có buồn đó, dở. Cây vô trong một tí kìa, đó, mày phát vô trong á, phía bên đó, đó. Vô tôi chỉ ra ngoài kia mày chặt. Nếu mày chặt cây bên kia có, đi. Dạ, thấy chắc đang rồi kìa. Búp tí tẹo mà chặt cái cây này nè, chặt cái cây non này nè, phát ra chặt cái cây non này nè, như có cái búp chuối rồi nè. Đó, quất luôn xuống đó, lấy cái cây đó ngon á, cây đó lấy cây, lấy cái thân về làm nấu canh chua. Mạnh xuống chứ hả, rồi lôi nó xuống được rồi, mày phát ra mày chặt lấy cái thôi, thấy chưa, thấy bóp chưa, đó vô một tí lấy ở trên đột làm cái tiêu đó. Dứt mấy cái dài á. Hả? Không, lấy cái bắp, lấy cái bắp. Lấy cái bắp. Rồi ra kia chặt cây hả? Rồi, được cái bắp chuối rừng. Được bắp chuối rừng là được rồi. Nó nấu canh. Cái này, anh em gặp cái lá này, lá chua này nấu canh chua nè, đúng ngon luôn nè. Này nó chua mà cái vị nó thanh 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 đã lắm. Nấu canh chua với cá thì thôi là đúng bài đúng bản luôn. Đây này, hái nó cái đột thôi. Chua mới ngon. Đột. Hái mới lá chua này lại này. À, nó biết nó xử lý cái này rồi. Đi lạc nữa chứ. Hồi nãy không có chị nó có mì tôm đó không? Có mà nó biết. Em kêu nó đem mì tôm. Nó biết mà. Nó thấy ổng nằm cục đó. Thấy mày luôn. Buồn lắm nhớ thả đi nó vui. Đúng rồi, đi thì nó không đói nữa. Chứ nằm chỗ buồn. Nằm chỗ ổng buồn. Đù đốt cái hết lửa luôn. Ở nhà anh đi lấy củi cho la rồi. Ủa, lá này nè. Không, cái này ngon lắm lĩnh. Dễ gì tìm được cái lá rừng này. Nắm. Ừ. Được chưa? Đây. Đây. Nắm rồi chơi. Bỏ bự không? Bỏ vô túi á. Hả? Anh em hái mở lá chua về. Nấu canh chua, nhét xương luôn. Quá đã. Anh em mới hái được hai cái bắp chuối rừng rồi. Rồi, mới lá chua nữa nè. Rồi. 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 Đâu đưa coi hai bắp chuối lại. Đó, à, ngon kìa, kiếm được hai bắp chuối rừng. Anh em lấy đột bỏ vô nồi canh chua luôn, tổng hợp đó. Còn rau rừng không đã. Rồi, anh em thu hoạch được hai quả chuối rừng với hai cái bắp lại một mớ lá chua. Giờ anh em chặt cái cây chuối này nè, lấy
lấy cái lõi về ăn sống với lại nấu canh chua luôn. Trên đường về kiếm cái đục mai nữa là đúng bài. Ra đó. Đó, cái cây non non này ngon này, cật sát ở dưới á. Mồi bữa nay bán quá không biết sao tính nè. Dạ. Đó. Cây này về bào ăn sống là nhất xương nha. Có lõi không? Có lõi không? À, bỏ chặt cái đó được rồi. Đó. Rồi lột ra luôn này, rắp rồi. Đó, lấy cái đó ra. Rồi. Ô, mà ngon. Cây đủ không? Đầy thôi. Rồi. Quá đã rồi. Này nồng mứt. Gì vậy? Nó kẻ đi về lấy dây cột đó là. Rồi. Rồi, ngon lành. Mưa hả ta? À, suối tưởng đâu mưa nữa nha. Đó bụng thật á. Bây giờ 3 giờ rồi, anh em đi bắt cá rồi về, trưa giờ đâu ăn uống vậy đâu, giờ về cơm nước, toàn mồi bán không. Đói bụng quá. Thịt nướng, cá nướng, cá kho, canh chua, canh suối thật thú vị lắm, anh em ở trong rừng này, bữa cơm chiều của anh em ăn. Ờ, chấm miếng muối đi, ăn bát cho bà con coi coi. Ủa đã.